chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của Đồ Gỗ Thành Lân trên YouTube. Hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2017, cơ sở Đồ Gỗ Mỹ Nghệ cổ truyền cao cấp Thành Lân trân trọng giới thiệu quý vị một bộ sản phẩm bằng gỗ cẩm lai của Nam Phi, hàng đặc sắc được chọn vân tuyển chọn. Trên hình quý vị đang thấy đây là một chiếc sập cẩm lai mặt nguồn lá vân đặc sắc được Đồ Gỗ Thành Lân chúng tôi chọn lọc vừa xong phần mộc, kích thước 1m8 x 2m2, và một chiếc tủ tre cũng bằng gỗ cẩm lai của Nam Phi. Và trong video clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu, ngày hôm nay chúng tôi kê thành bộ để giới thiệu với quý vị cùng chiêm ngưỡng cái bộ sản phẩm đặc sắc này, vân tuyển chọn này. Trong năm nay thì Thành Lân chúng tôi cho ra mắt các cái bộ sản phẩm sập cẩm lai vân đặc sắc này. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp chúng tôi, và chúng ta cùng đi vào đường nét, chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái sản phẩm đặc sắc này. Trước tiên là phần mặt, về riêng về cái phần mặt, cái phần lá cẩm này, mặt này là mặt một lá, dày là dày 2 phân. Chúng tôi hiện đang trưng bày tại cơ sở 1, và cái mặt này thì nó có nổi trội hơn hai cái trước chúng tôi quay một chút. Đây, khuôn tranh này, khuôn tranh này rất là đẹp, vân rất là đẹp của cái mặt này, thì vân đặc sắc luôn. Quý khách có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm VIP này liên hệ trực tiếp chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu về kích thước. Ví dụ như quý khách muốn cái sập 1m7, 2m1, 1m8, 2m2 và 2m, 2m rưỡi, hoặc là 2m rưỡi hơn 3m, hoặc là 1m6, 2m, tùy theo quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vào cái diện tích của gia đình nhà mình, khách có thể đặt chúng tôi làm theo yêu cầu. Thế nên chúng tôi sẽ cho ra mắt những cái sản phẩm đặc sắc. Như vậy là chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái phần vân của mặt rồi. Đây là khuôn tranh, khuôn tranh này chúng tôi làm dày 10 phân. Và toàn bộ vân quý vị đang thấy trên hình đây là vân do thiên nhiên ban tặng, tự nhiên 100%. Và chúng tôi hiện đang để mộc, sau khi chúng tôi để mộc này, quý khách nào có nhu cầu lựa chọn chúng tôi sẽ hoàn thiện gánh vác ly. Ngày hôm qua, ngày 4 tháng 5 thì chúng tôi cũng đã giao buôn một chiếc về Yên Nam Định cho một anh khách hàng cửa hàng. Vân rất chi là đẹp. Chúng ta cùng đi vào, đây là đường nét chi tiết của cái dạ tiền. Và sập này là sập tứ diện, bốn mặt như nhau, bốn mặt đều vân đặc sắc như này, và bốn mặt đều dày 10 phân. Trong hai lần trước thì chúng tôi cho ra mắt hai chiếc, thì hai chiếc chúng tôi cũng đã bán và bàn giao hết cho các khách hàng rồi, hai chiếc đặc sắc. Ngày hôm nay chúng tôi cho ra mắt tiếp tục chiếc thứ ba này, vân rất chi là tuyển chọn. Hiện tại chúng tôi đang dựng độ khoảng 4 chiếc vân đặc sắc như này nữa. Và quý khách nào có nhu cầu sở hữu các cái sản phẩm đặc sắc này thì liên hệ với chúng tôi. Đây là dạ, đây là vai ngang. Vân này rất đẹp. Đó. Đây là phần vai ngang. Riêng chiếc sập này là sập mà chúng tôi là chọn rất chi là đều. Quay tiền và phần mặt, phần mặt đây. Và chiếc tủ chè này cũng vậy, là rất chi là đặc sắc. Còn phần vai hậu, vai hậu thì giờ chúng tôi đang để ở phía trong này thì quay nó hơi mờ. Và vai hậu với vai tiền là cùng một cây gỗ, quý khách nhìn vai tiền nó như thế nào thì vai hậu như vậy. Đây là vai ngang tiếp theo, vai ngang phía trái của chiếc sập cẩm lai mặt một lá. Khách nào có nhu cầu sở hữu sản phẩm này liên hệ trực tiếp với Thành Lân theo
hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Trong này để hỗ trợ tôi vẫn đang cất lập này. Đây là cái vai hậu. Vai hậu thì vân rất chi là đẹp.